ra vào ví dụ số 1. Ví dụ số 1 cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Cạnh AB bằng A, BC bằng căn 3A. Hai mặt phẳng SAB và SAD cùng vuông góc với mặt phẳng đáy. Cạnh SC hợp với đáy một góc 60 độ. Hãy tính thể tích của khối chóp SABCD. Thì bài cho chúng ta 4 kết quả. Chúng ta có hình vẽ minh họa như sau. Đầu tiên em quan sát mặt phẳng SAB và mặt phẳng SAD cùng vuông với đáy. Thì khi đó ta thấy này, SA chính là giao tuyến của SAB và SAD. Ta có nhá, SAB giao với SAB giao với SAD bằng SA. Như vậy thì SA sẽ vuông mặt đáy. SA sẽ là chiều cao. Bây giờ để tính thể tích khối chóp, ta cần xác định độ dài của SA và xác định cái diện tích của hình chữ nhật ABCD. Thế thì diện tích của ABCD, SABCD, hình chữ nhật sẽ bằng AB nhân với AD, AB nhân với BC sẽ bằng A bình phương căn 3. Bây giờ góc giữa SC với mặt phẳng đáy, góc SC với lại ABCD, người ta có SA vuông với đáy rồi. Như vậy là AC là hình chiếu của AS trên mặt phẳng đáy. Do vậy góc giữa SC với lại ABCD ta xác định được đó chính là góc SCA bằng 60 độ. Như vậy SA sẽ bằng AC nhân với tan góc 60 độ. AC chúng ta tính theo Pythagore, tam giác ABC vuông tại B. Như vậy AC sẽ bằng căn bậc 2 của AB bình phương cộng với BC bình phương nhân với tan 60 độ. Ta dễ dàng suy ra được SA bằng, ta sẽ số vào, AB bình phương cạnh AB bằng A, BC bình phương bằng A căn 3. Như vậy AC sẽ bằng 2A và tan 60 độ thì bằng căn 3. Diện tích của ABCD bằng A bình căn 3, SA bằng 2A căn 3. Như vậy ta có thể tích luôn, tính thể tích SABCD bằng 1/3.